Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo SC Braga với Panathinaikos 2 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2023, lượt đi vòng loại Champions League. Sau màn chạy đà gần như hoàn hảo cho mùa giải mới với thành tích bất bại trong loạt trận giao hữu 5 thắng 1 hòa, SC Braga đã dễ dàng vượt qua Bắc Cạ Topola ở vòng sơ loại thứ 3 Champions League nhờ 2 thắng lợi đều với cách biệt 3 bàn. Tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, dù bất ngờ trắng tay trong ngày ra quân song SC Braga đã nhanh chóng sửa sai bằng màn vùi dập Sevens ngay trên sân khách. Với phong độ ổn định cùng điểm tự sân nhà, SC Braga tự tin hướng đến chiến thắng trước Panathinaikos ở trận lượt đi vòng sơ loại cuối cùng của Champions League. Đó là mục tiêu hoàn toàn khả thi bởi SC Braga luôn thi đấu rất hay trên sân nhà Estadio Municipal Braga. Thống kê cho thấy, trong 11 lần đón khách gần nhất, SC Braga đã thắng tới 8 hòa 2 và chỉ thua đúng 1 trận. Đáng lưu ý, 7 trên 8 thắng lợi của SC Braga có tỷ số cách biệt từ 2 bàn trở lên. Do đó, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu SC Braga giành được lợi thế làm vốn cho trận lượt về diễn ra sau đây một tuần. Ở vòng sơ loại thứ 3, Panathinaikos đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại một đội bóng sừng sỏ của Ligue 1 là Marseille. Không phủ nhận sự nỗ lực của Panathinaikos, tuy nhiên nhìn nhận một cách khách quan thì đại diện đến từ Hy Lạp đã gặp quá nhiều may mắn. Trong trận lượt đi trên sân nhà, Panathinaikos đã tận dụng thành công lợi thế hơn người để mang về thắng lợi tối thiểu 1-0. Đến trận lượt về, sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội đã được thể hiện rõ ràng trong 45 phút đầu tiên khi Panathinaikos bị Marseille dồn ép nghẹt thở và phải nhận hai bàn thua. Mặc dù vậy, sự trùng xuống khó hiểu của Marseille ở hiệp 2 đã tạo điều kiện để Panathinaikos vùng lên. Tuy nhiên cũng phải nhờ đến quả phạt đền ở phút bù giờ thứ 9, Panathinaikos mới có thể ghi bàn để kéo trận đấu vào hiệp phụ trước khi giành chiến thắng trên loạt đấu súng may rủi. Khách quan mà nói, hành trình đi tới vòng sơ loại cuối cùng của Panathinaikos không quá thuyết phục. Trước khi may mắn vượt qua Marseille, Panathinaikos đã có một màn trình diễn khá tệ trong trận lượt về vòng sơ loại thứ 3. Dù được thi đấu trên sân nhà với lưng vốn là thắng lợi 1-3 ngay trên sân khách ở lượt đi, song Panathinaikos đã phải rất vất vả mới giành được trận hòa 2-2 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn hẳn là Dnipro. Phải nhận hai bàn thua từ Dnipro, Panathinaikos đã có trận đấu thứ 6 không thể giữ sạch lưới sau 7 lần ra sân gần nhất. Với hàng thủ thiếu chắc chắn như vậy, xem ra Panathinaikos khó tránh khỏi thất bại khi làm khách của SC Braga. Với kèo châu Á SC Braga chấp 0.75, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á SC Braga chấp 0.75 full time. Sự đáng sợ của SC Braga khi thi đấu trên sân nhà là điều không cần phải bàn cãi. Trong cả chiến dịch Primeira Liga mùa trước, SC Braga đã thắng 13 trên 17 lần đón khách, thành tích chỉ kém mỗi hai ông kẻ FC Porto và Benfica. Dù Panathinaikos cũng không phải dạng vừa, song khả năng phòng ngự thiếu chắc chắn chính là lý do khiến đại diện của Hy Lạp không được đánh giá cao cho một kết quả khả quan ở chuyến đi lần này. Lời khuyên dành cho nhà đầu tư là nên gửi gắm niềm tin vào SC Braga. Chốt kèo châu Âu, SC Braga thắng. Như đã đề cập ở trên, Panathinaikos đã chỉ có đúng một lần giữ sạch lưới sau 7 trận gần nhất. Về phần đội chủ nhà, 7 trận gần đây đã chứng kiến SC Braga không thể giữ sạch lưới 5 trận, nhưng lại có đến 5 lần ghi được từ 2 bàn trở lên. Với phong cách thi đấu cống hiến của SC Braga cùng sự thiếu chắc chắn nơi hàng phòng ngự của Panathinaikos, 90 phút sắp tới tại Estadio Municipal Braga hứa hẹn sẽ bùng nổ bàn thắng. Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên sân khách, khả năng cao Panathinaikos sẽ chơi lối chơi phòng ngự thực dụng. Với kèo tài xỉu 2.25, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 2.25 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số SC Braga 2 Panathinaikos 0. Chúc các anh em may mắn, like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé!